Ok, thì ở đầu video bạn là có nhu cầu mua vàng, mua ngọc, mua đất giá rẻ hay là làm dịch vụ thuê giá rẻ, uy tín, chất lượng thì các bạn đây ngay shop7sao.com nha mọi người. Ngoài ra, shop7sao.com mới có một danh mục mới cực kỳ là phê, đó chính là danh mục flash sale cực kỳ là hot nha mọi người. Đó. Danh mục này bán nick với giá siêu là rẻ, giá siêu rẻ mọi người. Ngoài ra vào những khung giờ ngẫu nhiên thì shop sẽ bán nick với giá không đồng nha mọi người. Nên mọi người lên ngay shop 7 sao để có những trải nghiệm cực kỳ là tốt và phê nha mọi người. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nha, mình là Gen TV đây. Ok, để đầu video chúc tất cả mọi người có ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha em ơi. Thì trước khi vào xem video của mình nhá, thì các bạn nhớ bấm vào dây mời ấn like, mời ấn đăng ký, bấm chuông nhá và nhớ lại comment phía dưới để tham gia mini game nhận 100 triệu vàng free hoặc là 100 quả xanh free nha mọi người ơi. Ok, mời thử hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn em cách update từ 1 triệu 5 lên 150 triệu nhưng mà không cần bùa, mà không cần đồ thì làm sức mạnh nha, mà cực kỳ hiệu quả luôn, mà còn treo được lâu. Chơi được 24/24 em ơi, chơi được 24/24 luôn nha. Ok, thì đầu tiên các bạn muốn úp cái này các bạn tải bản mod vào nhá. Đầu tiên là bản mod của VH em ơi, của VH nào em tải về cho mình nhé, để đó hỗ trợ em tính năng trao đệ cực kỳ là ngon nha. Tiếp theo phần mua đồ, mình hướng dẫn cách mua đồ cho đệ cho làm sao mà em không cần mua, không cần đồ sức mạnh mà úp vẫn thể úp được, có thể là tiết kiệm chi phí cho anh em nhé. Đó. Ô. Ôi giời, lăng buffet thì kiểu lăng là cái ông kia choáng mình quả sấp mặt lời luôn. Không thằng lắm mấy cả. Đấy, sau đó anh em mua đồ em ơi, nhớ mua đồ em ơi. Đây mình cho xem mình phối đồ không đệ như nào nhá. Nếu đệ anh em mà kiểu sức mạnh cùi ấy, thì mua sức mạnh cùi nhá. Hoặc là khủng thì mua đệ khủng, đồ khủng thôi. Không mua đồ ở cửa hàng ấy. Đây. Đây cửa hàng đây. Bắt đầu mà kiểu là mua găng chủ yếu, mua găng chủ yếu mà khi đệ em chỗ 5 ấy thì mua mấy đồ găng này em ơi. Phụ kiện này, các bạn mua cái găng này. Đây. Găng cho đệ đeo đánh cà phê hơn cho khỏe hơn, nhiều tiện ích hơn các bạn. Đây. 1 triệu 5 thì mua găng này. Lên 3 triệu 2 mua găng này em ơi. Mua đấy, bắt đầu chúng ta vào cửa hàng mua đồ mới, mua đồ tiếp theo là mua mấy cái áo hoặc mấy cái quần đó, mình kéo cái quần đó khá quan trọng, áo quần khá quan trọng bởi vì nó giúp em giáp trâu hơn, cả là giúp em hồi máu trâu hơn đấy, không phải cần đồ hút hay là cần đồ gì hay là cần gì đặt đồ còn đồ khủng đồ tương sức mạnh ấy đó. Các bạn mình mấy cái áo giáp sắt hay là áo sắt cho là thôi em ơi. Đấy cửa hàng này mua áo nên mình có vàng để mua các bạn, nên mình cũng tạo cái áo đi 100k vàng. Đây một cái áo 100k vàng đây, tạm mà bởi vì không có vàng để mua nhá, hơi cùi nên mình có không ta. Đây mình cho đệ báo này đi, 170 triệu rồi thì mình này, 17 triệu ra. Đệ. À, không có đệ mình nó chủ sức mạnh để đeo. Mình sẽ mua dạo cái áo này mày, bởi vì hết vàng rồi mày, thiếu vàng. YouTuber nghèo một khó không có vàng để mua đồ ấy mày đấy. Bắt đầu nếu mà có đồ có tiền thì mua cái áo mày, mua áo sắt cho đệ đeo nhá, một cái áo thứ áo nhưng mà áo sắt cao của tôi mà. Đệ mày đeo thì mặc mua nhá, mua cho đệ đeo để anh đệ em sắt cao cho úp cho dễ cho trâu ấy, úp cho nó khỏe hơn nhá. Đây áo sắt cho này này, nó mua về. Mình mua cho đệ quần sắt cho nó mở cho nó hồi hai bên khỏe, mà mình đệ đã bách mà còn nào mà sợi đất thì mua đồ sợi đất nhá, để đất mua đồ sợi đất để xảy ra mua đồ xảy ra chúng thấy thôi. Đó tiếp theo bạn chuẩn bị một món đồ hút kia mày, một hút kia 5% và cả đồ hút bê đeo từ khoảng 5% nhá, còn nào mà không có kinh tế thì mua đồ cùi. Đây mình cho đệ đeo cái radar mày, biến tấn công thành kia này, biến 5% tấn công thành kia đây đó, biến 5% tấn công thành kia nhá mày. Đó cái thứ là cái dây sắt tròn này và để hồi kia này găng này. Để mình bộ 6 triệu rồi nên mình sẽ úp vào cái mát tùy chuyện tùy mát nhá. Bạn làm cứ bạn làm đệ cùi thì úp vào đảo cao mê hoặc úp vào rừng bombo nhá. Bạn nào đệ khủng ấy, đệ trên hai đệ khoảng trên 10 triệu hoặc trên 20 triệu đeo mấy cái đồ, đeo mấy cái đồ kiểu đồ đồng tròn hay đồ sắt tròn thì mình phải qua được để úp qua được một bác kiểu thung đúng hay là bác gì đâm cao đi để úp em, bởi vì đệ đệ em khỏe hơn rồi ấy. Đó đây mình có đồ ra thì mình sẽ đeo đồ ra, mà không đồ ra thì đeo phải cho cùi được. Em biết cái sai kiểu là đây là Android 13 này nên mình khỏe mình cho đeo đầu ra vào hút được kinh nhá. Đó còn làm không kinh phí thì đeo sang Android 13 cũng được, không sao đâu. Quan trọng cái đồ, quan trọng đồ khá quan trọng mọi nó, đồ khá quan trọng này, mình không mua bùa cũng thể úp được em ơi, không mua bùa nhá, gần đồ thôi, đồ để úp được rồi. Đó đây mình cho đeo đồ cùi đây, không sao đâu, chả xích người mình có đồ thực tiêu sắp lại mình không còn đeo này, vì mình còn clip mình không còn đeo đồ cho nên xem này úp như nào. Trong xung đồ mình có đồ từ sức mạnh mình không đeo, bởi vì mình làm clip cho anh em xem về cái úp không còn đồ như nào nhá. Đây không còn đồ úp được, bạn vẫn úp thoải mái cho 24 được, không mua bùa không còn mua đồ từ sức mạnh nhá, vẫn thể treo được em ơi. Hoặc là không kinh phí như mình kiểu là nghèo ấy, YouTuber nghèo vượt khó hay là kiểu lâm dân vượt khó cái chay thì thể là làm cách của mình mới làm cách của mình nhá, úp được rồi. Đây mình sẽ qua mắt là đâm cái úp nha. Đây có đâm cao đi em ơi, đâm cao đi. KB này mình sẽ qua đâm cái đi em ơi, đâm cái úp nha. Đó, đây úp bạn nào mà
đây đệ bình có sức mạnh cao ấy, đệ bình sức mạnh nó cao thì úp vào đâu có đi nhá. Đây đệ bình sức mạnh 6 triệu rồi, bạn làm sức mạnh cùi ở 1,5 triệu hay là 1,5 triệu mà giáp cao thì úp ở đây nhá. 1,5 triệu mà giáp trên 200 thì hai giáp trên 100 hoặc là giáp trên 150 thì úp của bác là nhận đảo Kami, bạn làm giáp dưới 100 thì úp ở rừng Mambo ơi, ở rừng Mambo nhá. Hoặc là giáp cao, giáp khủng. Khi các bạn lên được 20 triệu, đệ anh em lên được 20 triệu ấy thì qua đây úp nha. Khi đệ anh em lên được trên 20 triệu sức mạnh mua đồ này. Mấy cuộc sắp tròn là thầy có thể phải qua mắc úp, qua mắc đâm cơ đi hoặc là thu mắc úp nha, hoặc thành phố Vegeta đó. Đây có đây úp không ơi, đây có đây này. Và các bạn nhớ tải bản mod về nhé, bản mod cùi bác VH đó, cùi bác VH cho mình đó, để hút dễ úp đệ nha mọi người. Sau đó có đây mọi có đây này, chắc không nên thử này, bớ thật. Đây mình sẽ qua khu nào phóng vắng người một xứ úp, khu nào đông này. Đây khu 23 một người đó, sau cho họ chỉ quái bọn chết mẹ AD nhá, chỉ còn quái chết mẹ AD này. AD A đây đi, ô, mình chắc nhầm AK, ta AK đã quên, không được AK nhầm, đó, xong rồi mình quay, đây, các chỉ quay cho mình A đây nhá, A đây đi, để đâu, ô, chưa chỉ quay, A đây, một, A, giờ C với T này, giờ C với T đã, mình A đây nhầm, chúng sẽ A đây đại nhá, đây các bạn chuyển quay A đây cho mình này, A đây đi một con này, A đây khoảng 3 con mới, ba con cho mình nhá, A đây đi, đó, 2 con. À để ok rồi. Sao các bạn chắc mình là LSQ nhá. LSQ là lé sức quái bạn, để chúng đệ úp lé sức quái nhá. Chắc mình là LSQ để khi úp để đệ lé sức quái nhá. Đó, úp đệ lé sức quái. Đó. Để khi úp về để đệ em không lé sức quái nhá. Đó. Sao các bạn chắc cho mình là ATD, ATD đó là auto úp đệ này đó. Sao chắc mẹ đệ tấn công đệ này thử tấn công này. Đây. Thế là sao lại tự tấn công mở nó. Sau đó các bạn chỉ cho mình vào skin 2 nhá. Sau đó chắc mình AK ơi, AK mà à đâu chỉ mình CD này. Cho mình là cái đặt này, cái đặt cho mình CD mà CD nhá. Sau các bạn cho mình là chỉ đánh sư quái nhá, chỉ đánh sư quái đó. Để khi nào để em nó kêu là sao không đánh đi là quái nào đánh sư quái nhá. Khi nào mà có để anh em nó kêu là sao không đánh đi là các bạn tự đánh sư quái đó. Đấy khá là phê, cho mình AK đúng không? AK nhá, chỉ có để cho mình AK cũng được. Làm một kiểu đích cùi, bạn nào đích cùi không đánh sư quái đấy. Chỉ để cho mình AK thì chỉ skin 2 nhá. Chỉ để này cho mình AK này. AK đó, chỉ skin 2 là xong. Đó thế là tự đánh em ạ. Tự treo thôi, treo hai thương tự kỳ là phê mà. Các bạn cho mình Alogin đó. Thế chưa? Để khi nào bạn mất sóng tự có tự vội game, khi nào game bảo trì hay là mất sóng tự có cái hữu đệ mời nó, tự đấm quái tự treo, tự kỳ là phê luôn. Bạn làm có bạn BT xin được không? Chỉ cho mình là BT này. Tìm lập bảng. À mình chưa có bảng các bạn thế biết. Là Gen TV để cái... đó, chọn bảng này đó. Sao bạn cho mình CD em ơi, CD này, sao bạn cho mình auto xin đậu nhá. Auto xin đậu này nó là tự xin đậu, tự úp đậu cho đệ luôn, cực kỳ là phê đó. Mà làm mà không kinh tế hạn hẹp ý, dùng mấy áo có búp đậu cho nick này nó xem nhá. Đấy, thế tự đem quái, mình tự đem quái chẳng gì hết em ơi, cực kỳ là phê luôn. Lúc này cho đệ 244 cực kỳ là phê mà không cần bùa nhá. Không cần bùa, không cần gì hết luôn, không cần bùa, không cần đối tượng sức mạnh. Nó tự treo, tự đấm quái, khá là easy luôn thôi. Còn chậu các bạn còn đồ hút ra hát cookie và hút HP em ơi, cho đệ đeo để nó đeo treo lâu hơn đó. Tự chuyển theo quái này, tự ăn nhặt thôi. À quên, chỉ em chắc mình ăn nhặt nhá, ăn nhặt em ơi, ăn nhặt này, ăn nhặt đó, ăn nhặt nhá đó. Chỉ mình ăn nhặt này thôi, để khi nhặt đồ mà ăn nhặt này, nó ăn nhặt đó, để cho nhặt đồ em ơi. Khi ở đội đệ anh em úp tôi vàng nhặt vàng em ơi, nó khá gì đúng không? Treo đệ cực kỳ là phê luôn, tự treo quái, tự đấm quái này đó, treo hai thứ luôn em ơi, cực kỳ là easy luôn đó. Không cần bùa ơi, còn bùa nhá, nó khá easy luôn. Để mình đấm tới 3 sức mạnh rồi. Để mình không có 2, không đầu tiên sức mạnh cũng hơi lâu. Nói chung là cái úp nó hơi lâu một xíu vì nó không có bùa ấy, không có bùa nên là úp không nhiều ích bằng có bùa, chứ mà kiểu không có thêm ngọc ấy mày, không thêm ngọc thì nó sẽ lâu hơn một xíu thôi, nó chỉ lâu hơn khoảng ít hơn một xíu mà. Nói chung là bỏ tiền ra là khác chứ ơi, bỏ tiền ra thì nó có mua bùa, mua được sức mạnh nó phải khác thôi. Rõ ràng là vậy, nhưng mà úp kèm vẫn nhanh thì chậm hơn một tí thôi, chậm hơn khoảng một ít tiếng thôi, không nói là chậm quá. Nó khá là hay mà, nó khá là giúp em tiết kiệm chi phí này, giúp em cho anh em nghèo treo đệ cực kỳ là easy luôn. Ok mời, thiếu sự được đấy nhá, em thấy hay, lúc mình cho xin một like, đăng ký ủng chung thế giới nhá, và nhớ không một thế giới em ơi. Và các bạn nhớ không một thế giới để tham gia mini game nhận 100 triệu vàng free hoặc 100 ngọc free nhá mọi người. Rồi bye bye anh em nhá, bye bye. Nào, ui cay thế nhở, cứ chết thôi. Ơ thằng nào đây, tự dưng PK mình. Yếu quá, không làm gì được. Chẳng lẽ hô cái ngảo mạnh nhanh hơn được à? Đương nhiên là có rồi.
hãy truy cập shop.tuyệtvời.com. Tạo cho mình một tài khoản, sắm ngay cho mình một con ác khủng, trả thù thằng hồi nãy PK, kéo sức mạnh ác quỷ và khiến nó trở thành một con ác khủng khác. Phần quà tặng kèm khi mua nick là bạn sẽ có cơ hội nhận được bộ ngọc ngầm từ 1 đến 7 sao. Không giới hạn lượt tặng, mua bao nhiêu tặng bấy nhiêu. Ở giao diện chính, khi bấm vào hộp quà bạn sẽ có cơ hội nhận được từ 10 đến 1.500 ngọc miễn phí trên 9 server. Ngoài ra ở những dòng thời gian đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội nhận được một tài khoản ngọc rồng free và không mất phí. Hay không bằng hên, nhân phẩm cao auto nhận được những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều ưu đãi khác đang chờ các bạn đến trải nghiệm. Shop tuyệt vời, hơn cả sự mong đợi. Ok mọi người, thử cuối lên một chút. Chốt Evan là mini game 100 triệu vàng free nha. Xem chúng em ơi, tìm Gen TV clip hôm qua này. Gen TV, đây, clip hôm qua của mình đâu. Đây, clip hôm qua mới có 1K6 view và có 247 comment nha. 247 comment là tìm bạn chúng, may mắn chúng 100 triệu vàng nha. Tìm về, tiếp tục. Tìm về, tiếp tục. Chọn một người chiến thắng này, chọn một người chiến thắng nha. Ok, ok, mình chúc tên bạn tên là Trần Lai, tên vật là Z38SL2I7 nha. Bạn vui lòng IP và phút mình nhận vàng free nha. Ok bạn, em nhớ thấy hay thì nhớ like, đăng ký chung và comment tham gia game nhận vàng free nha mọi người. Và anh em nha, bye bye.